Chào mừng các bạn đến với kênh Mèo Vào Đài 89. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một chiếc đèn lồng từ những lon bia. Trung thu sắp tới rồi. Các bạn có thể làm cho các bé đi đón rước trăng cũng được, mà có thể chúng ta trang trí nhà cửa cũng được. Thì đầu tiên chúng ta phải cần có một lon bia. Lon bia bây giờ các bạn sẽ dùng thước. Chúng ta sẽ đặt lên cái lon bia như thế này. Sau đó chúng ta dùng dao cắt giấy. Chúng ta rạch một đường. Các bạn rạch một đường thẳng cái lon bia này. Đây. Cái khoảng cách khoảng từ đây đến đây. Đó. Và cứ mỗi đường các bạn cắt, chúng ta lại cắt tiếp một đường nữa. Mỗi đường các bạn cắt cách khoảng tầm 1 cm. Cứ thế là chúng ta cắt đến khi nào mà hết vòng thì thôi. Ok, sau khi cắt xong thì chúng ta được một loạt đường như thế này. Bây giờ cái bước tiếp theo chúng ta sẽ dùng dao dọc giấy. Chúng ta sẽ chích theo cái đường này. Các bạn sẽ cắt luôn theo cái đường này. Rất nhẹ nhàng thôi, khẽ là chúng ta có thể cắt được một cái đường đó, vì chúng ta đã rạch định hướng cho nó sẵn rồi, nên là rất dễ. Này, mình đã làm được đường đầu tiên. Đấy, cứ thế tiếp tục các bạn cắt đứt tất cả những đường còn lại. Ok, sau khi chúng ta đã cắt được tất cả những cái đường như thế này rồi. Đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo bung cái nắp này ra. Các bạn có thể dùng giấy nhám các bạn trà nó, và sau đó đến một cái lúc chúng nó hở ra kẻ hở, chúng ta sẽ lấy cái nắp ra. Hoặc có thể cách đơn giản nhất là các bạn dùng kéo, kéo thật to nhé, để chúng ta có lực. Chúng ta cắt cái phần miệng này đi, cắt một đường thật là mỏng thôi, không cần phải cắt nhiều quá. Ok, đây, các bạn đã thấy. Sau khi cắt xong rồi, bây giờ mình lấy được cái này ra. Thì cái lon này lúc đầu thì chúng ta nên cắt trước, rồi chúng ta hãy vệ sinh bên trong trước. Nhưng đây mình quên, mình làm cắt sau. Các bạn rút kinh nghiệm vào trường hợp của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hai tay chúng ta bóp cái lon này vào với nhau. Những cạnh nào mà đã ra rồi, đã phình ra rồi thì ta thôi. Còn cạnh nào mà chưa phình ra, chúng ta dùng một cái dao này chúng ta cạy ra luôn, đưa tất cả chúng ra. Này, ok. Đây, chúng ta nhấn khẽ xuống. Đây, cho nó tạo cái độ phình ra này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng tay, chúng ta nắn cái đường này cho sao cho nó phình ra đều. Đều đây. Mình sẽ nắn cái cạnh trên này trước. Ok, sau khi nắn này được như thế này. Đấy, tiếp theo bây giờ chúng ta lại nắn cạnh trên đây. Cạnh trên đây chúng ta sẽ dùng dao, chúng ta luồn vào hoặc dùng tay, chúng ta luồn vào chúng ta nắn. Ok, sau khi nắn được thì chúng ta được cái mép như thế này. Đấy, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ nắn cái độ cong của cái vòng của cái lồng đèn này. Đây, các bạn sẽ nắn. Ok, sau khi đã nắn xong rồi thì chúng ta được như này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khoan lấy 3 lỗ ở trên cái miệng lon này. Dùng vật nhọn chúng ta khoan. Sau khi khoan xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng dây. Đây, mình có một đoạn dây đây. Chúng ta sẽ sâu qua 3 cái lỗ này. Ok,
sau khi xong buộc dây xong chúng ta được như thế này. Đây. Đấy. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ thắm nến vào đây. Nến đây. Ok. Đấy, các bạn đã thấy. Thế là chúng ta đã cơ bản đã hoàn thành được một chiếc đèn lồng đèn để cho các bé chơi vui chơi vào cái dịp trung thu. Và chúng ta sẽ cần một cái que. Mình lấy que nữa. Chúng ta thắt nút lên đây. Và cho các bé cầm đi chơi. Thế đây là cách hướng dẫn làm đèn trung thu từ vỏ lon bia. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những video mới nhất của Mai Vật 89. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.